Thảo sư má cô thì cô bận không, cô có bận không đúng không? Nào, cái ô bên cạnh này, cái ô nhỏ nhỏ này có từ hảo, người ta sang từ hảo và lây đúng không? Hảo là tốt, khỏe đúng không? Vân vân. Lây là mệt, thấy chưa? À, chúng ta thay vào là gì? Lão sư gì? Lão sư hảo má đúng không? Cô giáo khỏe không? Mình nghe hiểu không? Để thay vào cái từ cái chân nhá. Tiếp, lão sư lây má gì? Cô có mệt không? Đúng không? Tiếp nào, bài dưới nào. Nì ba bà ma mà sư thì hỏ má. Gì? Bố mẹ bạn có khỏe không? Chả là sao? Tham ơn tâu hẳn hảo. Họ đều rất khỏe. À, cái từ thay thế ở trong này là có gì ạ? Cư cửa, triển triện. Anh trai, chị gái. Ti tị, mây mẩy. Gì? Em trai, em gái đúng không ạ? Ta thay cặp này vào hai cái từ gạch chân ở bên cạnh đúng không? Nì gì? Nì cư cửa, chỉ triện. Xuất thì hỏ má. Gì? Anh gì? Anh chị của bạn có khỏe không? Họ đều khỏe cả đúng không? Tiếp, nì gì? Ti tị mây mẩy. Xuất thì hỏ má. Là gì? Anh gì? Anh em trai đúng không? Của bạn đấy. Khỏe không? Họ đều rất khỏe đúng chưa? Cái này về thay vào đi nhá. Cái này nó cũng chính là cái bài khóa và những cái từ mới này thôi. Thì là em cái chữ cứng này nó không có sinh âm. Nên là em đang